Đây nhá, thầy bật cho các em xem đây này. Thầy có thể chữa luôn cho các bạn một câu như này. Đây là đề thi chính thức của anh chị lớp 11 năm 2023, à không phải lớp 11 và lớp 12, được chưa? Để thầy nói luôn với các bạn, chứng minh là cái điều thầy nói là luôn luôn là đúng. Đấy nhá, đề thi đọc mới nhất chưa tính cái đề của 2026, tức là tháng 6 tới cuối tháng 6 các anh chị thi. Đây bây thầy sẽ cho các bạn làm luôn một câu khoảng cách. Trong 30 câu này thì có câu 34. Thì câu 34 này các anh chị gợi rất nhiều anh chị không làm được. Đấy, chúng ta học luôn câu này nhá. Đề chính thức 2023 thi đọc. Đấy, để cho các em hiểu là tại sao mà cái thời gian hè này phải tranh thủ. Bạn nào đang gốc khoảng đang mất gốc, các em nhớ là đề trên trường của các em ấy thì nó mới là cái tầm form trường thôi các bạn. Nhiều khi là các bạn học hoặc là luyện những cái đề thầy cho nó dễ, à nó khó, nhưng mà đi thi thật lại rất là dễ, đúng không? Thầy nhìn đề trường của các bạn rồi, không phải trường nào cũng có khoảng cách giữa hai đường để cho nhau đâu. Đây nhá, nhìn đây này, đây là đề thi tốt nghiệp 2023. Đấy, em còn thấy là có khoảng cách giữa hai lần ở chờ nhau không? Còn năm 2024 thì các em phải chờ cuối tháng mấy? Cuối tháng 6 các bạn sẽ được kiểm chứng, được chưa? Rồi thầy nói tiếp. Vào đang bật cái gì nhỉ? Đang 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 bật chuông ấy, tắt đi. Thương Nguyễn các thứ tắt hết đi các em ơi, đừng 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 để người yêu cũ nhắn tin vào đây này. Cái file này thì nó luôn là thầy làm cách đây 4 năm nhưng mà giá trị sử dụng nó rất là mạnh. Đây là đề thi đại học khối D năm 2028. À năm 20 2008, 2008 là khi đấy các em mới được 1 tuổi. Em 2007 đúng không? Khi đấy các em mới được 1 tuổi. Được chưa? Tức là mười mấy năm trước, 17 năm trước, 16 năm trước. Các bạn nhìn câu này nhá. Khoảng cách giữa hai đường này cho nhau chưa? Đấy, 17 năm liên tiếp lúc nào cũng có khoảng cách. 2009 này. Thế bây giờ thầy sẽ giải thích cái kỳ thi của các bạn là các em đang sống một thế giới hỗn loạn là gì ạ? Thì đại học thay đổi liên tục. Cái thời điểm các em mới đẻ ra ấy, đề đại học khi đấy chia làm 3 đề thi. Là đề thi khối A dành riêng cho bạn nào thi khối A. Đề thi khối B về đề thi khối gì? Khối D. Trong đó đề thi khối D là dễ nhất. Dễ nhất môn toán. Còn môn Anh thì lại là khó nhất khối D và các bạn toán văn Anh. Sau ấy đến đề khối B và khó nhất là đề khối gì? Khối A. Được chưa? Đấy, tức là năm đấy nhá, ngày xưa cái thời của thầy đấy, thời của thầy thi là năm 2011. Là ví dụ thầy mà thi một trường có khối A với khối D thì thầy phải làm mấy đề thi nào? Hai. Chưa tính đề tốt nghiệp nhá. Được chưa? Đấy. Thế còn bây giờ các em là gộp hết vào cả tất cả các khối đều thi một đề. Được chưa? Nhưng mà thi một đề là đề tốt gì? Tốt nghiệp. Nhưng cái câu chuyện là đề tốt nghiệp bây giờ nó dễ. Cho nên là nhiều trường mấy trường như Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Ngoại thương với trường Đại học Bách khoa dễ quá thì không lọc được học sinh. Thì người ta sinh ra các kỳ thi mới. Đấy, như thầy vừa nói các em là các em về tìm hiểu kỳ thi đánh giá năng lực và kỳ thi đánh giá tư gì? Tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì những cái đề này là nó về mặt bằng chung là nó khó hơn đề tốt nghiệp và nó khó ăn điểm cao hơn để lọc học sinh. Và câu chuyện ở đây là gì? Đề nào cũng thế thôi. Thì kiến thức thi là nó vẫn gì? Vẫn thế. Nhưng mà chú ý nhé, đề đánh giá năng lực và đề đánh giá tư duy thì cái lượng kiến thức lớp 10 với cái lớp 11 nó nhiều hơn. Được. Và chủ yếu các anh chị lớp 12 đi thi chết ở cái đề này ấy, đó là không nhớ kiến thức lớp 10, lớp 11. Có hiểu gì đó không ạ? Đúng rồi, chó sủa bạn đây. Thanh Luyến này, bảo chó đừng sủa nữa. Tắt mic em ơi. Được chưa? Thế thì nhiệm vụ trong 2 tuần tới của thầy trò chúng ta là các em phải làm hết cho thầy cái tờ này. Tin là đi, nếu em làm hết tờ này thì so với đề thi hiện hành nhá, ví dụ cái đề này đi, các bạn chấp hai mắt luôn, nhắm mắt cũng làm được. Được các bạn? Với điều kiện là em phải làm nghiêm túc cho thầy nhá. Đấy. Các em cứ phát cái tờ này đi. Nào bây giờ chúng ta sẽ đi từ câu dễ đến câu câu khó trước này. Bây giờ thầy sẽ ôn nói nhanh nhé. Trong lúc mình chữa thì mình sẽ ôn lại các phương pháp làm bài khoảng cách luôn. Nhá. Đấy, tức là hôm nay cái content chúng ta sẽ ôn trong vòng 2 tuần tới là chúng ta sẽ làm tất cả những đề thi đọc từ trước đến giờ và có phần khoảng cách.
Và tin thầy đi, tất cả những cái câu kiểu này là các em thi đánh giá năng lực đều có hết nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ làm những cái câu nhẹ nhàng tình cảm trước nhá. Bây giờ ví dụ như đề thi 2023 đi, tình cảm nhẹ nhàng nhất đi. Nào, câu năm ngoái thầy vừa chữa cho anh chị ca trước xong. Nào, các bạn nhìn câu này. Được chưa? Đấy. Thầy nói luôn là cả lớp off lẫn lớp online là cái khóa xuất phát sớm ấy là thầy sẽ để dành 1-2 tuần là thầy dạy phần nâng cao cho các bạn trước. Còn những thằng nào học sau thì lúc ấy chúng nó sẽ học cái chương trình lớp 12 sau. Nào, bơ em nhìn nhá. Đọc đề bài. Thường là đề đại học sẽ cho chúng ta hình. Đấy, là khoảng cách giữa AD phẩy với cả DC phẩy. Chưa? Thì bây giờ các em nhớ chỗ này là gì? Muốn tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thì về cơ bản chúng ta có ba phương pháp chính. Ôn lại luôn nhé. Phương pháp thứ nhất là kẻ đoạn vuông góc chung. Đấy, tức là có hai đường chéo nhau này, em kẻ được một đoạn vuông góc chung thì đó sẽ là khoảng cách luôn, tức là MN. Đấy. Kẻ trực tiếp. Với những cái bài kẻ trực tiếp này ấy, thì cái cách làm này thì gần như là hiếm bạn nào làm được, bạn nào phải gọi là tầm siêu cao thủ, cái tầm gọi là tông sư với kẻ trực tiếp được. Và đương nhiên là có những bài các em cũng không thể kẻ trực tiếp được luôn, như bài này kẻ trực tiếp cực kỳ khó nhá. Cách một là không tối ưu, nhưng hai cách sau là hầu hết nó sẽ rơi vào hai cái phương pháp sau thôi. Thứ nhất là nếu em phát hiện cái đường thẳng A với đường thẳng B của em ấy vuông góc. Đấy, đường thẳng A với đường thẳng B vuông góc này, đây là đường thẳng A. Đây là đường thẳng B, được chưa? Đấy, nó vuông góc với nhau. Bạn chứng minh được ở trên hình hoặc đề bài nó cho sẵn. Thì phương pháp của thầy sẽ là dựng mặt phẳng song gì? Dựng mặt phẳng song song. À, dựng mặt phẳng vuông góc, dựng mặt phẳng P vuông góc với đường thẳng B. Và mặt phẳng P chứa đường thẳng gì? Chứa đường thẳng A. Được các bạn? Ở đây chúng ta nhìn này. Đây nhá, mặt phẳng P thầy dựng rất đơn giản đây đây này. Đây là mặt phẳng P của thầy. Ôn lại đi, không tí nữa thầy nói là các bạn bị có các bạn choáng ngợp ấy. Vuông góc với P, P và mặt phẳng P chứa đường thẳng A. Đấy, mặt phẳng P là cái mặt màu xanh thầy đang vẽ nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, và sau khi bạn dựng được mặt phẳng này xong thì bước tiếp theo để xác định khoảng cách là như này. Là đầu tiên là các bạn tìm giao điểm của đường thẳng B. Cắt với mặt phẳng P tại đâu? Thì ở trên hình chúng ta sẽ lấy điểm này là điểm Y. Được chưa? Và từ điểm Y này em sẽ kẻ được một đường thẳng gọi là IH vuông góc với đường thẳng A. Thì khi đấy khoảng cách sẽ là Y gì? IH. Được chưa? Nhớ là tính đến cái form bài mới, cái form đề thi đại học mới của các em vẫn là thi trắc gì? Trắc nghiệm, không ai bắt các em trình bày. Vậy thì không phải quan tâm đoạn trình bày nữa, cứ nhớ cho này khi kẻ đến đây là khoảng cách giữa hai đường thẳng vuông gì? Vuông góc chéo nhau. Em ghi lại đi, bởi vì cái buổi ngày hôm nay mình cần ghi lại hết thì mình mới làm được. Không nhớ các bạn. Rồi. Tiếp theo nhá. Là đến cái phần bài là nếu mà hai đường thẳng không vuông góc. Đấy, nó không vuông nữa. Sao? Đấy, không vuông nữa thì hình thầy mô tả là như thế này. Đây là đường thẳng B. Đấy, còn đây là đường thẳng A. Đấy, các bạn nhìn nó ở dạng chéo nhau không vuông góc chưa? Thì khi đấy phương pháp của thầy sẽ là dựng mặt phẳng song gì? Dựng mặt phẳng P song song. Đấy. P song song với một đường là đường thẳng A, là đường thẳng B. Và mặt phẳng P của mình sẽ chứa cái đường thẳng A. Có công nhận với thầy điều này không? Đó. Đấy, từ đấy thì khoảng cách
giữa A và B sẽ trở thành khoảng cách từ điểm gì? Từ đường đường B đến mặt phẳng P. Tức là các bạn hiểu không? Thằng A là cái thằng em út không đánh đánh nhau lại được với thằng B. Bây giờ mình sẽ gọi bố nó ra là thằng P ra để giải quyết. Yeah, thằng A nằm trong mặt phẳng P mà. Đó. Và bây giờ là vì là cái đường thẳng B của mình nó song song với một mặt phẳng rồi thì chúng ta sẽ lấy một điểm bất kỳ là Y. À, tính khoảng cách từ một điểm bất kỳ thuộc mặt phẳng P. À, từ một điểm bất kỳ thuộc đường B đến mặt phẳng này. À. Đấy là toàn bộ cái phương pháp làm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau nha các bạn nhé. Thế nhưng mà đến đây thì chúng ta lại còn một cái phần nữa là khoảng cách từ một điểm đến một mặt gì đấy? Mặt phẳng. Đúng không? Đấy, thì bơ trong quá trình làm bài thì sẽ ôn lại luôn cho các bạn. Cách xác định khoảng cách giữa từ một điểm đến một mặt phẳng. Ôn lại luôn nhá. Bạn nào tự tin không cần ôn thì làm luôn. Giờ làm luôn cái tờ đấy, file PDF thì gửi rồi. Đấy, bơ thầy sẽ ôn lại luôn một lượt để các bạn hệ thống lại kiến thức cho nó chuẩn. Bây giờ là bài toán khoảng cách từ một điểm đến một mặt gì? Mặt phẳng. Thì ở đây thầy sẽ chia làm 3 phương pháp chính. Thực ra là còn phương pháp thứ tư là phương pháp đổi đỉnh cơ. Cái đấy thì thầy sẽ nói sau. Đấy, kỹ thuật 1, kỹ thuật 2 và kỹ thuật 3. Kỹ thuật 1 là như này. Là em tìm khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Và mặt phẳng này nó chứa đường gì? Đường cao. Yeah. Đấy, thì mình dựng như thế nào đây? Nào, thầy sẽ ví dụ luôn nhé. 6 cái hình quen thuộc nhé. Cái video mà thầy quay dạy cái phương pháp thì cắt ra ở trên app lên TikTok 10 hiện tại tính đến ngày hôm nay thì áp cho được 1 tháng 18.000 tin. Đấy, trông nó ngấu nghiến cái phần kiến thức kẻ này nhưng mà thực ra nó rất là dễ, không gì đâu. Nha, thầy sẽ ví dụ này. Đầu tiên là một khối chóp. Ôn lại một lượt nhá, để hôm nay là mình làm trùng luôn phần khoảng cách. Tự nhiên là cần về các em làm bài đấy, các em không làm thì công sức của thầy bỏ xong xuống biển hết. Có thằng nào vẫn chưa vào được không nhỉ? Còn ai chưa vào được không? Sao cứ bị ngắt đấy? Các bạn nghe bình thường đúng không? Các bạn nghe bình thường comment để số 2 mình cái chat rồi nào. Rồi. Nào đây nhá. Bài toán này là tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC được chưa? Được các bạn. Đấy thì bây giờ em làm như thế nào? Thì nhớ này. Kỹ thuật 1 thì chúng ta chỉ cần kẻ một đường thôi. Kẻ đúng một đường thôi, không kẻ nhiều. Đặt số 1 để em nhớ luôn là kẻ một đường duy nhất. Đấy. Kẻ một đường. Chưa? Vậy thì đầu tiên là từ điểm B của chúng ta. Phương pháp là gì ạ? Kẻ vuông góc đến cạnh đối diện. Chưa? Thế thì bây giờ các em nhìn này, từ B của mình ấy đến mặt phẳng SAC thì đầu tiên em phải check cho thầy là đúng bao giờ vào cái phương pháp này gì nhá, kỹ thuật 1. Bởi vì sao? Bởi vì mặt SAC của mình chứa SA là đường cao chưa? Đấy, thì tôi chỉ cần kẻ một đường từ B đến cạnh đối diện thôi. Cạnh đối diện là cạnh nào các bạn? Cạnh AC, được chưa? Bởi vì nhớ ra đây là B nó nằm trong đáy và thằng AC của thầy cũng nằm trong đáy, được chưa? Thì đối diện của thằng B này nó là A gì? AC. Vậy thì ở đây thầy chỉ cần kẻ đường B gì? BH. Vuông góc đến AC thì nó sẽ là khoảng cách luôn. Được chưa các em? Đấy, cái này thì chúng ta học rất là kỹ rồi đúng không ạ? Chứng minh nhá, chứng minh rất đơn giản thôi. Bởi vì BH của em vuông góc đến AC
thì BH của em sẽ vuông góc với cả SA. SA tại sao vuông? Bởi vì đề bài người ta cho rồi, thì vẽ SA vuông mặt đáy đúng không? Vậy BH luôn. Sinh ra BH sẽ vuông góc với mặt phẳng SA gì? AC. Đấy, cái đây thì thôi nhá, đây, nói qua lại thôi. Đấy. Nó gọi là nói tượng trưng thôi nhá các bạn nhá, tượng trưng để mình ôn lại thôi. Đấy, được chưa? Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ ôn lại, đó là cái kỹ thuật 2. Đấy, kỹ thuật 2. Đó là nếu mà chúng ta tìm khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Lần này mặt phẳng này mình không chứa đường cao nữa nhé, không chứa đường vuông góc nữa. Và cái điểm này của mình là chân vuông gì? Chân vuông góc của hình. Thì thầy sẽ phải kẻ hai đường. Đấy, phương pháp là tôi phải kẻ hai đường. Tí nữa thầy gửi các bạn cái bản ghi chép đấy nhá. Đấy, hình tổng quát đây này. Tất cả những cái hình bài toán nhỏ nó đều đưa với cái hình này. Thì các bạn chỉ nhớ hình tổng quát này thôi. Nhờ. S, A, B, C. Nhờ. Thì bài toán tổng quát là như này. Là yêu cầu tìm khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng S, B, C. Thì đầu tiên các em nhìn cho thầy mặt S, B, C có chưa đường cao không? Bài này thầy nói luôn thầy cho đường cao là S gì đây? S, A. Thì mặt S, B, C có chưa đường cao không? Không đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta loại kỹ thuật 1 chưa? Kỹ thuật 1 là cái mặt phẳng của mình phải chứa đường cao. Ví dụ bài này SAC chứa SA thì mới là kỹ thuật 1. Bài này của mình là FBC có chứa SA không? Không. Ở kỹ thuật 1 thì nhìn vào cái điểm A của mình có phải chân góc không các bạn? Vậy là kỹ thuật 2 chưa? Kỹ thuật 2 thì phương pháp là tôi kẻ mấy đường? Hai đường. Đầu tiên này, giống như kỹ thuật 1, từ A chúng ta kẻ một đường nào đó vuông góc đến cạnh đối diện nằm trong mặt FB gì? FBC. Được không ạ? Thì FBC cạnh nào đối diện BA nằm trong mặt đáy? BC chưa? Thì chúng ta sẽ kẻ từ A vuông góc đến B gì? BC. Tùy thuộc vào đáy, đấy là tam giác đều, tam giác vuông, tam giác thường. Ở đây thầy cứ vẽ tổng quát là thường nhá. Thì chúng ta sẽ có A gì? AH. Đầu tiên là thầy kẻ vuông góc đến BC theo đúng phương pháp. Cái này giống như kỹ thuật 1, từ A kẻ vuông đến cạnh đối diện. Được chưa các em? Tiếp theo vuông tại đâu? Vuông tại đâu? Vuông tại H. Thì mình điền H vào. Đấy, vuông ở đâu điền lại vào cái bước thứ hai. Và đỉnh của mặt FBC là gì? S. Điền S vào đây. Vậy chúng ta có đường S gì? S2. Đấy, xong. Vậy từ A thì kẻ nốt một đường vuông góc với đường SH đã chọn là AK. Và khoảng cách là A gì? AK. Không cần phải đi tính, không cần phải đi chứng minh nhé. Được chưa cả lớp? Xong chưa? Rồi. Đấy là hai kỹ thuật chúng ta thường dùng để tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Kỹ thuật 3 thì thầy sẽ, trong ví dụ thầy sẽ nói luôn. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử một câu liên quan đến bài toán khoảng cách giữa hai đường chéo nhau cũng lẫn là khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu đề chính thức năm 2023 và thầy đang chờ các bạn. Nhá. Nào, các bạn nhìn thấy câu này. Nào, tập trung nghe nhá. Mình câu này đề của bộ rất là hay, áp dụng tất kiến thức về khoảng cách luôn. Đầu tiên các bạn nhìn này, hai đường màu đỏ. Bài này bản chất là bài hai đường chéo nhau đúng không? Thì thầy có vừa nói cho các bạn là có hai cái phương pháp làm chính, đó là đường vuông góc với không vuông góc đúng không? Thì bây giờ các em phải kiểm tra đây, nó vuông góc hay không vuông góc. Vuông góc hay không vuông góc? Không vuông đúng không? Cứ cho là không vuông đi. Ok. Nào nhìn vào phương pháp này. Không vuông góc thì thầy phải dựng mặt phẳng xong gì? Chưa? Đúng không cả lớp? Nhưng mà thường ý là nó sẽ có một thằng cạnh bên và một thằng cạnh gì? Cạnh đáy. Và mình thường mình sẽ dựng là gì ạ? Là một mặt phẳng mới chứa một đường nằm là không nằm trong đáy đúng không? Nhưng mà này hai thằng đều như nhau, nó không thẳng hàng nằm trong đáy cả. Bây giờ mình dựng như thế nào? Bài này nếu mà em tư duy hình tốt ý, hãy nhìn vào hình hộp này, cái đường nào sẽ vẽ song song nhất? Bài này thầy sẽ chọn
cái đường mà song song với cái thằng AD phẩy ấy, đó là cái thằng BC phẩy. Được chưa các bạn? Các bạn có công nhận là BC phẩy khi thầy nối vào chắc chắn hay song song với cả AD phẩy không? Và cái mặt phẳng P thầy đã dựng được luôn đấy. Mặt phẳng P thầy dựng chứa cái đường là chứa cái đường C phẩy D và song song với thằng AD phẩy chính là mặt màu vàng. Các lớp có công nhận với thầy điều này không? Điều đoạn này chưa ạ? Cái bước này bước quan trọng nhất, nếu em không làm được cái bước này thì mọi đoạn đằng sau nó trở nên vô nghĩa. Các bạn ở trong Zoom hiểu comment thầy số 1 cho thầy phần cái chat. Đấy, đúng theo phương pháp đây này. Đấy, không vuông góc thì tôi phải dựng mặt phẳng song song. Được chưa? Đấy, đề thi đại học 2023 đấy các bạn. Các anh chị 2K6 lúc đấy rất nhiều bạn không làm được. Mà nó làm được nó phải dùng đặc trục. Không chưa? Vậy cái mặt phẳng P của thầy chính là mặt phẳng BC phải D, đảm bảo hai yếu tố chứa đường CD, C phải D và song song với đường còn lại. Vậy thì từ đấy khoảng cách giữa hai đường thẳng AD phẩy với cả DC phẩy thì sẽ trở thành khoảng cách giữa đường màu xanh này và với mặt màu gì? Màu vàng. Được chưa? Em tưởng tượng là cái thằng CD phẩy này này, để tìm khoảng cách trực tiếp nó không làm được. Lúc ra đường gặp một cái đối thủ lớn hơn mình nhiều cân, mình không xử lý được thì mình phải gọi bố cả gọi anh nghe được chưa? Bơ gọi cả cái mặt phẳng màu vàng để cho tính khoảng cách đi. Đấy. Thầy nói rồi nhá, các em làm đề thi ở trên trường, đề của các em có được 10 điểm hay 9 điểm ấy, đừng có nghĩ là làm được những cái câu trong trường này. Đây là mức độ thi đại học, nó cấp độ cấp quốc gia rồi các bạn. Lọc những người ưu tú nhất để vào những trường đại học tốt nhất. Thầy dừng ở đây hiểu chưa ạ? Mai ok không em? Bây giờ bài toán là gì? Là mình sẽ tính khoảng cách từ đường màu xanh đến mặt màu vàng. Đấy là BC phải D. Thì ở đây nhớ cho thầy là khi mà cái đường này đã song song rồi nhá, thì em chỉ cần lấy một điểm để tính khoảng cách đến mặt này thôi. Thì nó là điểm nào? Đấy, em tính ra. Tính ra câu D, câu D đúng. À câu D thầy không biết, tí nữa thầy bây giờ thầy mới tính. Bạn nào tính xong rồi thì tự động làm những câu ở trên nhé. Rất nhiều câu ở trên. Đấy, các em cứ làm nhanh, mình thầy đưa gửi file PDF rồi mà. Bây giờ mình sẽ quy về điểm A. Tại sao là A? Các bạn hiểu là gì? Khi tính toán cái điểm mình để ở đáy lúc nào cũng dễ tính nhất, được chưa? Thì thầy sẽ quy về điểm A. Nhưng đến đây nếu mà thầy để là A ấy, nhiều bạn vẫn không biết làm. Bảo thầy ơi bây giờ là A thì em tính như thế nào nhỉ? Bởi vì nhá, như này này, phân tích này này, A là chân vuông góc của hình, đúng không ạ? A là chân vuông góc của cả khối hộp này, đúng chưa? Và mặt phẳng BCD thì không phải là mặt phẳng chứa đường cao, đúng không ạ? Thằng nào học về thì sẽ chắc chắn lại, ui dồi ôi thầy ơi, thầy vừa dạy xong kỹ thuật 2. Mặt phẳng chứa đường cao phải là kỹ thuật 1. Thằng này không chứa đường cao, loại kỹ thuật 1. Điểm A là chân góc là kỹ thuật 2. Nhưng các em quên rằng ở trong kỹ thuật 2 ấy, đây này, là cái mặt phẳng màu vàng với cả cái chân góc A của tôi nó phải tạo thành một khối gì? Chóp. Có nhìn thấy cái hình minh họa này không? Điểm A với mặt FBC phải tạo thành một khối chóp chưa các bạn? Có công nhận không ạ? Nhưng hãy quay trở lại cái bài toán, là cái bài toán này, điểm A với mặt màu vàng của tôi không phải là khối chóp. Nó nói không phải là thì không đúng, nhưng mà về cơ bản là với mặt màu vàng và cái điểm A nó chưa tạo thành một khối chóp, được chưa các bạn? Đấy, thì bài này chúng ta dùng kỹ thuật 3 là đổi điểm. Đấy, tiện đây thầy sẽ nói kỹ thuật 3 luôn. Thầy sẽ không tính từ A mà thầy quy về điểm C. Tính dễ hơn rất là nhiều. Tại vì sao? Thì các bạn nhìn mà xem, nếu thầy đưa về điểm C ấy, thì có phải nhìn cho thầy vào cái khối chóp C phẩy B CD nó tạo thành một khối chóp rất là đẹp không? Đúng không? Tạo thành một khối chóp chưa? Đỉnh là C phẩy chưa? Đường cao là C phẩy chưa? Đấy là tam giác màu này chưa? Có loát được không ạ? Nó đẹp hơn rất nhiều so với điểm A. Vậy thì đưa từ điểm A về điểm C đi. Thì đến đây chúng ta dùng phương pháp đổi điểm này. Đổi điểm rất đơn giản nhé. Đầu tiên là đường khó dễ. Khó là điểm gì? A. Dễ là điểm nào? C. Khó đây. Xong chưa?
Thì đầu tiên là mình nhìn cái đường khó dễ này nó cắt hay song song với mặt cầu vàng. Đây các bạn trả lời thầy, nó cắt tại đâu? Hai đường chéo cắt nhau tại gì đấy? Đó. Đúng không? Đấy là hình chữ nhật rồi. Tại trung điểm mỗi đường nha các em. Và có nhớ cái công thức thầy dạy không? Cái công thức này bạn nào mới học buổi đầu cũng nhớ cho thầy này. Tỷ lệ khoảng cách này. Khoảng cách từ điểm A đến mặt BC'D trên khoảng cách từ điểm gì? Điểm C. Nào, đây nhớ bạn nào mà quên thì nghe thầy bảo rồi, thằng nào mà học thầy rồi thì chắc chắn là con chúng nó nhớ. Còn nào mà mới học hoặc là không nhớ, bạn không biết cái này thì nhớ này. Tỷ lệ này ở trên là A, biết A mà. Ở dưới là C thì biết C vào. Cái này các bạn hiểu đúng không? Giao điểm là gì? Điền vào. Có dễ không ạ? Tỷ lệ khoảng cách là AO trên C gì? CO bằng mấy? O là trung điểm AC thì AO trên CO bằng mấy? 1. Tức là gì? Tức là khoảng cách từ A sẽ bằng khoảng cách từ điểm gì? C. Tỷ lệ bằng 1 mà. Tức là nó bằng gì? Bằng nhau. Các lớp hiểu ý thầy nói chưa? Bài toán này xong rồi đấy. Bây giờ bạn nào ở trong Zoom hiểu comment thầy số 3 vào cái chat. Lớp mình có ai hỏi gì không ạ? Thì dừng ở đây 30 giây. Nga tính ra con này chưa? Quên của bạn bên cạnh. Đấy nha, đề để học cái nha. Chứ không phải bảo thấy cứ lấy đề linh tinh. Mấy cái đề thi sở này sở kia với đề trên trường của các bạn so với cái đề đạp chính thức nó vẫn là mỗi được các bạn. Xong chưa cả lớp? Ok chưa ạ? Rồi. Vậy thì ở đây quay về bài toán khối chóp rồi đấy. C là chân vuông góc rồi này. Đúng không? Mặt màu vàng là mặt màu vàng BC'D là không chứa đường cao đúng không? Là kỹ thuật mấy các em? Kỹ thuật 2. Thì thầy kẻ mấy đường? Hai đường. Đầu tiên từ C thầy đang kẻ một đường nào đó đến cạnh đối diện nằm trong mặt màu vàng. Đường gì đấy Thảo ăn đi? B gì? BD. Đúng không? Thảo vào CO à? Có BD là CO á? Chúc mừng các em. Nghe này, kinh nghiệm này, đề của bộ rất hay lừa các em. Nhớ đi thi đề của bộ nhá. Đề của bộ quá thấu hiểu cái chuyện là gì ạ? À? Rất nhiều thằng cứ thấy CO hai đường chéo cắt nhau vuông góc, các bạn phải đi là đấy là hình gộp, là hình gộp chữ gì? Hai cạnh đấy có bằng nhau không? Hình gộp chữ nhật thì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi gì? Nhưng nó không vuông gì. Vậy CO không phải là kẻ từ C vuông góc đến BD nhá các bạn nhá. Cạnh đối diện là BD thì đúng. Nhưng không phải là CO mà phải là C gì? CH. Được chưa? Và H là một điểm nào đấy bất kỳ tôi không quan tâm. Có loát được không ạ? Để ý giai đoạn này nhé, đề của bộ rất là hay ở cái chỗ đấy. Rất đơn giản nhưng mà lừa các em. Vậy thì ở đây CH thì phải kẻ bất kỳ. Đấy chưa cả lớp? Tinh hiểu không? Vuông tại đâu? Vuông tại đâu? Cái bước 2 rất nhiều bạn cũng phải làm. Mình vừa kẻ vuông tại đâu? Tại H đúng không? Biến H vào. Được chưa? Mặt mình cần tính khoảng cách đỉnh là gì? Ừ thì điền C phải vào. Dễ hiểu không? Thì cái đường tiếp theo em sẽ đi kể từ C vuông góc là C phải gì? C phải H. Vẫn là từ C thôi. Và cái đường thầy kể sẽ là C gì? CK. Được các bạn? CK vuông góc. Hình nó hơi bé nhá các bạn chú ý. Ok chưa các em? Vậy thì bài này làm trắc nghiệm không cần đi chứng minh em. Chứng minh làm gì cho mất thời gian. Vậy cái tôi đang truy lùng nó là CK. Là bài này kết thúc. Được chưa? Này nói cho các em nhá. Trong đề năm vừa rồi có 34. Nó mới là ở mức độ gì đây? 7 cộng. Lấy 34 nhân với 0,2 là 7,8 chưa? Chưa đến 8 điểm trong đề nào đâu. Nhưng mà câu này nếu mà xếp ở đề trường các bạn thì khẳng định là 8 cộng 9 cộng luôn. Nào bơ đi tính CK này. Đi tính CK nhá. Rồi. Rất đơn giản, nhìn lên bảng nào. Các đi tính nào. Thu bé lại nhá. Tí nữa thầy gửi các bạn cái bản PDF ghi chép này nhá. Nhớ tắt thầy đấy. Rồi bây giờ đi tính CK thì các em sẽ đẩy vào tam giác nào đây? Tam giác C'C gì? CH. 1 trên CK bình hết tức lượng bằng 1 trên CC phẩy bình cộng với 1 trên C gì? CH bình. Được chưa các em?
Đúng không? Đây thì vẽ ra trong tam giác C'TH đây này. Đúng không? Cái thằng đường cao thì sẽ bằng hai cạnh màu vàng, hai cạnh góc vuông tương ứng cộng vào với nhau. Bài này CC phải biết rồi nhá các em nhá, bởi vì A phải bằng mấy đây? 2. Thì là CC phải biết là bằng 2 chưa? Nhưng thằng CH chưa biết. Thế thì muốn tìm CH thì lại phải đẩy vào một tam giác nữa là tam giác BCD. Các bạn nhìn tam giác BCD gì đấy như thế này chưa? Trong màu xanh là cây này, nhìn thấy BCD chưa? CH lại là đường cao chưa? Thì lại hệ thức gì? 1 trên CH bình bằng 1 trên BC bình cộng 1 trên C gì? CD bình. Thấy chưa cả lớp? Vậy thì thầy thay vào đâu? Được chưa các em? Biết hết rồi đấy các bạn, biết hết rồi đấy. Vậy thì bài này suy ra kết quả cuối cùng của chúng ta bằng cái gì? Hết cả chỗ trình bày. Thay vào nhá. CC phẩy bình này. Đấy, 1 trên CK bình. CC phẩy bình là bằng 2 thì là 1 phần 2 bình chưa? BC đề bài cho bằng 2, tức là 1 phần 2. CD cho bằng 1. Đấy các em tính cho này CK ra bao nhiêu xong bài rồi đấy. CK ra bao nhiêu các bạn? Căn mấy? Ở đáp án gì? Đi. Lớp hiểu không ạ? Đấy các bạn ở chỗ Dung hiểu comment thầy 34D với cái chat nhá. Các bạn, cái việc em buổi đầu ấy mà các em không hiểu và các em cảm thấy nó khó thì không vấn đề gì cả, bởi vì đây là những câu trong đề đại học các bạn. Cái việc mình không hiểu là chuyện hết sức. Đấy thì cái buổi ngày hôm nay là nếu mà các em xem xong bạn nào mà quên cái phần khoảng cách thì hè sẽ là lúc các em lấy lại gốc. Các bạn sẽ hỏi thầy, thầy sẽ gửi video cho các bạn xem trên web từ lại từ đầu luôn, từng cái bài dễ nhất. Được. Hôm nay mình phải công nghệ bài để mình hiểu rằng cái tầm quan trọng của việc học phần khoảng cách là như thế nào. Các lớp hiểu cái này chưa? Mai Linh có theo kịp không đấy? Anh Đức Anh ơi, các em không bao giờ để ý những bạn mới. Khi em gọi bạn Mai Linh ra ngoài, đúng không? Linh Linh ngồi ra ngoài đi, thì anh trợ giảng hỗ trợ nhá. Ừ. Không phải kèm, bọn em chỉ cần để ý thôi, bởi vì có khi là bạn ấy là học giỏi nhất, bạn ấy trùm trường hả? Đấy, thì mình chỉ cần để ý là các bạn ấy có hiểu bài hay không thôi. Xong nha em. Là bơ làm thử câu 5 thầy thị học nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử cái câu 5 thầy thị học là năm 2011. Có nên cho luôn không nhỉ? Hay là cho những câu dễ dễ trước nhỉ? Đây cái câu 5 thầy thi này là năm đại học khối A này này các bạn này. Câu số 6. Để vẫn nhớ nhìn cái đề đấy. Làm luôn câu này không hay là làm câu khác? Dễ dễ trước nhá, không lại bị sốc đam nhá. Thế làm mấy câu đề khối D chắc cho dễ. Thế thì làm thử khối D câu 2 trước nhá. Câu 2 trước là câu khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng nhá. Đấy, rất nhiều bạn thi khối D đúng không? Thế thì chúng ta sẽ làm câu 2 trước. Nào, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng IBC đó. Bạn nào mà tự tin quẩy được nhanh cứ quẩy đi các em. Tài liệu của mình không thiếu đâu. Nào, mời các em nhìn. À, quên mất là khi nào có video trên web vậy thầy? Sáng mai chắc là có luôn rồi. Bạn nào không hiểu nhớ là mình được bật mic nhá. Thì em cứ bật mic em hỏi thoải mái. Chưa? Đừng có ngại. Hãy coi như là hôm nay học solo với thầy. Nào các em nhìn nhá. Câu này để mà cho là lăng trục đứng. Đấy thì mình vẽ luôn là lăng trục đứng như này. Đấy hôm nay thầy đã minh chứng cho các em là 16 năm từ lúc các em gọi là 1 tuổi đến bây giờ chưa năm nào không thi khoảng cách cả. Và nhớ là trong đề đánh giá năng lực hay đề đánh giá tư duy thì còn có nhiều hơn. Đấy. Cho nên là cái phần này là phần còn như là đúng không?
cái năm lớp 11 học chỉ để làm mấy câu này mà. Làm trắc nghiệm thì cứ cho A bằng 1 nhá. A phải là 2 và C, A phải C bằng 3. A phải C à? A phải C à? Là bằng 3. Đề này có đáp án không? Có, để tìm về thì tìm ra hình như là có đấy, thầy cũng không nhớ. Tìm đáp án dễ mà em. Từ A đến mặt phẳng IBC, I là giao điểm của AM với cả A phẩy C, M luôn nhỉ? M là trung điểm của A phẩy C phẩy. I là giao điểm của AM với A phẩy C. À, câu này. Ừ, để lùi ra đây một tí nhé. Cái pha này pha thì làm lâu lắm rồi, chứ còn pha bây giờ thậm chí là có giải chi tiết luôn. Y ở đây này các bạn này. Nhớ là y của mình không chụp không nằm trên b phẩy c phẩy đâu nhá. Nhìn nó có vẻ giống giống nhưng mà nó không nằm trên đâu nhá các bạn nhá. Đấy đi chưa này. Bây giờ IBC, IBC rất là khó chịu. Để thầy có khi thầy vẽ lại cái hình đi, cái hình này nó hơi bị líu díu ở cái đoạn này, nhìn hơi khó nhỉ. Là lấy điểm này. B ở ngoài này đúng không? Chung là hình mà khó thì các bạn cứ đảo cái đỉnh thôi, thì nó sẽ dễ nhìn hơn. A phẩy C phẩy rồi M là trung điểm của A phẩy C phẩy. Nó sẽ nằm ở đây. Y là giao điểm của AM với cả A phẩy C. Đấy, khoảng cách từ A đến IBC. Có anh bạn nào tự tin ra đáp án thì comment luôn nhé. Đấy. Thì nếu mà như thầy làm ấy, thầy luôn tư duy là nếu mà khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng IBC, thế thì chúng ta sẽ nối hết ba bốn cái đỉnh này vào thì sẽ thu được một khối chóp màu gì? Màu đen. Đó, thầy khối chóp màu đen nhá. Đúng không? Đúng không? Đấy. Chóp màu đen đỉnh là Y. Thế là trước mắt mình nghĩ như thế thôi, còn làm như thế nào nó phải đoạn sau từ thi tiếp mình mới biết được. Ok. Bây giờ nhá. Đấy, đề thi khối D năm 2009, năm đấy là các em 2 tuổi. Thì bây giờ bài toán này giải quyết như nào? Năm 2010, năm 2009 là năm đấy thì bằng tuổi các bạn, lớp 11. Lăng trụ đứng, đấy là tam giác vuông ở đấy bài này các bạn thấy không? Nó khó hơn rất nhiều so với đề của trường các em luôn. Bây giờ thầy sẽ phân tích dữ kiện nhé, nếu mà mình tư duy với cả IBC đấy. Thì bây giờ thầy sẽ quan tâm là cái hình IBC này có đường cao là gì? Nếu đỉnh là Y nhé các bạn nhé. Y của mình có phải nằm trong mặt màu vàng không? Y của mình nằm trong mặt màu vàng không? Đúng không em? À, mặt màu vàng đấy có đí là có đỉ A phẩy vuông với mặt này không? Đúng không? Vậy nếu mà là thầy thì thầy đơn giản thầy hạ luôn từ Y một đường song song với A phẩy. Có luôn đường cao là IH. Ok không ạ? Tức là qua y thầy kẻ một đường IH song song với A phẩy bởi vì đồng phẳng mà. Thì từ đây chắc chắn là IH của chúng ta sẽ vuông với mặt đáy AB gì? ABC. Được chưa các em? Rồi, sau khi thầy có IH vuông góc với mặt đáy ABC rồi thì bây giờ có khối chóp chưa? Có khối chóp rồi đấy. Trong anh ngồi đen có đường cao rồi. Vậy bây giờ quan tâm đến bắt đầu vấn đề tính khoảng cách từ A đến IBC. Nào trả lời thầy, bài này chúng ta dùng kỹ thuật mấy? Thứ nhất, mặt IBC chứa đường cao không?
Đường cao của thầy là IH chưa? Không. Vậy thì loại kỹ thuật 1 chưa các em? Điểm A của thầy có phải chân góc không? Không. Mà tôi vừa kể là H đúng không? Trong chóp màu đen nhé, A là chân góc của lăng trục nhé các bạn nhé. Nhưng không phải là chân góc trong cái hình chóp màu đen, mà phải là gì đây? H. Vậy thì bài này chúng ta dùng kỹ thuật 3 là phương pháp đổi điểm. Điểm khó là gì? Là A. Điểm dễ là gì? Cái đường AH kéo dài ra. Cắt mặt IBC tại đâu? Ừ, đấy, nó dễ vô cùng luôn. Được chưa các em? Vậy tỷ lệ khoảng cách này. Khoảng cách từ A đến mặt IBC chia khoảng cách từ gì? Từ H IBC. Chưa? Ở trên A thì biết A chưa? Ở dưới là H thì biết H chưa? Giao điểm là C biết vào chưa? Và bây giờ tỷ lệ này thì AH trên AC, AH trên HC. Vậy câu hỏi ở đây là có tìm được không? Tìm được đấy. Cho các bạn nghĩ 30 giây. Thảo biết rồi comment đấy. Hãy để ý điểm Y. Hãy để ý nguồn gốc xuất phát điểm Y. Không tự dưng nó cho điểm M nữa nhá. Các em làm một bài toán em phải quan tâm là tự nhiên nó cho M là trung điểm của A phải sẽ vậy để làm gì. Hãy nhìn thấy điểm Y là cái gì. Nhìn đi các bạn, nhìn đi. Không phải thấy chữa. Bạn nào ở trong Zoom hiểu rồi thì đã biết là tỷ lệ bao nhiêu thì comment cho thầy xem nào. Hay không? Đây thì dạy này. 4 à? Dạy 4 được. Nếu trong một cái hình chữ nhật, ở đây thì mặt màu vàng của mình là hình chữ nhật đúng không em? Em luôn luôn có phản xạ là gì ạ? Có thằng A phải C là đường chéo. Thì thầy luôn nối đường chéo còn lại vào. Được. Và nó sẽ cắt nhau tại đâu đây? Đúng không? Em có để Y là trọng tâm. Như em vào tam giác A phẩy, C phẩy. Nhìn thấy Y là trọng tâm không? Tại vì sao? Khi hai đường chéo cắt nhau tại O ấy, thì O của mình là trung điểm của AC phẩy chưa? Thì có phải em để ý là gì? A phẩy O sẽ cắt với AM. Đấy, dùng cái điểm M đấy. Không phải tự nhiên người ta cho M là trung điểm đâu nhá. Có thấy A phẩy O cắt AM tại Y không? Có đúng không các em? Hãy nhìn vào tam giác này thì tô màu rồi nhá. Tam giác màu xanh này này. Tam giác màu xanh này chưa? Hai đường chéo, hai đường trung điểm cắt nhau tại trung điểm. Vậy suy ra Y là trọng tâm. Vậy thì chúng ta sẽ có tỷ lệ của cái gì ạ? Của thằng A phẩy Y. Đấy, suy ra Y là trọng tâm này. Thì mình sẽ có tỷ lệ là A phẩy Y trên A phẩy O sẽ là 2 phần mấy? Đúng không? Trọng tâm mà. Trên đường trung tuyến A phẩy O. Đây 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 đây. Ông nào không nhìn ở trên hình được. Có nhìn thấy cái tỷ lệ đấy không? Nhìn thấy mũi tên thầy vẽ chưa? Nhìn thấy chưa? Thấy chưa các bạn? Từ đấy thầy suy ra luôn tỷ lệ của A phẩy Y trên AC nhá. Nào, AC thì bằng mấy lần O? AC bằng mấy lần A phẩy O? 2 lần. Được. Mà A phẩy Y trên A phẩy O mình vừa chứng minh là 2 phần mấy? 2 phần 3. Vậy thì 1 phần 2 trên 2 phần 3 chưa các bạn? Là 1 phần mấy? Ok chưa các bé? Thế tại vì sao thì lại mất công đi tìm cái tỷ lệ của cái thằng màu xanh là cây này? Để liên quan đến thằng AH với HC đấy. Hãy nhìn vào cho đầy hai cái đường màu vàng mình đã kẻ song song với nhau. Đến đây là xong bài. Chúng ta có tam giác A phẩy A gì đấy? AC. Như này và tam giác A phẩy A phẩy C. Kích thước bây giờ có thể chỉ ở trên hình không? Kích thước lắm.
Thì đã phải AC cho các bạn. Chúng ta có A phẩy song song với cái IH, đúng không? Định nghĩa ta gì? Ta lên đi ra A phẩy I trên A phẩy gì? A phẩy C sẽ bằng IH trên A A phẩy và sẽ bằng AH trên A gì đấy? AC. Ở đây nhờ quên mất thì viết ngược. Nếu mà để ở đây là IH trên A phẩy thì phải là CI trên A phẩy I. Tức là mình nghịch đảo luôn đúng không? Ở đây thì viết VS. Sorry nhá, thì mình ngược. Nếu mà VS thì phải đi từ đỉnh đỉnh C nhá. Ta chúng ta sẽ có là thằng CI. Đấy. CI trên CA phẩy sẽ bằng IH trên A phẩy và bằng CH trên C gì? À. Thì được em. Đấy, vậy các bạn tìm tỷ lệ dễ thôi. Bây giờ mình sẽ ghi vào cái thằng màu xanh này này. A phẩy I trên AC thì là 1 phần 3. Tức là cái thằng CI trên CA phẩy là bao nhiêu? À không phải AC nhá, thì ghi nhầm là phải A phẩy C chứ. Em có thấy là A phẩy I chiếm 1 phần không? 1 phần trên 3 phần. Thế thì cái thằng CI còn lại là mấy phần? 2. Có hiểu không nhỉ? Đây này, đoạn này đây nhá, thì vẽ này. Đây là A phẩy này, đây là I, đây là C chưa? Thằng này chiếm 1 phần và cả thằng này là 3 phần. Thế thì thằng này phải là mấy phần? Ở lớp hiểu cái cách nhầm tỷ lệ không ạ? Vậy thì cái thằng CI này trên CA phẩy và cả cái tỷ lệ bằng 2 phần mấy? 2 phần 3. Có hiểu ý thế đó không ạ? Nhưng mà quay lại cái tỷ lệ của mình khoảng cách ở trên nhá. AC trên AC, đối với các bạn AC trên AC là bao nhiêu? Bơ mình lại tập trung vào cái cạnh AC thôi. Tôi đang có CH trên CA là 2 phần, có phải HC là bằng 2 không? Đúng không? HC là 2 phần này. Mà AC là 3 phần chưa? Vậy thì A là mấy phần? Đúng không? Đấy thì ở đây ngược lại thôi, tôi quên mất nhỉ? HC trên AC là ngược lại của thằng này. Tức là 2 phần mấy? Tức là 3 phần mấy? 3 phần 2. Các lớp hiểu chưa? Ok chưa các lớp? Xong nhá, vậy thì từ đấy suy ra cái khoảng cách từ A sẽ bằng 3 phần 2 lần khoảng cách từ điểm gì? H. Bây giờ bài toán đưa về điểm H là xong bài, được chưa các lớp? Đấy, bây giờ các bạn thì hiểu chưa đã? Bây giờ thầy sẽ vẽ một hình khác nhưng hình này nó hơi rối. Bây giờ thầy sẽ vẽ hình khác để tập trung đi tính khoảng cách. Đấy, bây giờ mình chỉ quan tâm từ H thôi. Đấy, đến đây là xong rồi. Thì ghi ở dưới luôn nhá. Ghi đâu cho nó đẹp nhỉ? Thì thu bé lại, các bạn nhìn đây đúng không? Ok. Đấy, bơ vẽ một cái hình khác rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ lại để lại những cái nét mình cần để tính khoảng cách thôi. Tuy nhiên là có nhiều bạn sẽ có nhiều cách nhầm, khác nhầm nhanh hơn. Nhưng mà thôi thì thầy cứ nói bản chất. Đấy, cái cách nào dễ hiểu nhất nhá. Đi từ những cái góc độ của là những cái ông gọi là mất gốc có thể hiểu được. Các bạn ở trong Zoom hiểu cái đoạn tìm tỷ lệ này thì comment cho thầy số 4 phần cái chat nhá. Đấy, và bạn nào mà không hiểu cứ bật mic lên hỏi, nhớ là bật mic thoải mái nhá. Và không được bật mic thì comment cho thầy để thầy biết. Đấy, thì nó rất là chậm rãi, slow motion để cho các em hiểu. Thì đợt hè này thì nhiều bạn là các bạn ý đăng ký học muộn. Đấy, cho nên là mình sẽ tranh thủ, mình sẽ ôn những cái phần kiến thức ai cũng học rồi. Nhưng mà mình sẽ nâng cao lên cái level thi đọc. Đấy, còn 1-2 tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu kiến thức lớp 12. Năm nay các bạn mua được sách giáo khoa mới chưa? Mấy thằng sách giáo khoa chưa có mà nó đã đòi sách của thầy rồi. Khó quá à? Thế, em muốn thi đọc điểm cao không? Muốn thi đọc điểm cao thì mình phải chịu khó thôi em, bơ làm thế nào bây giờ?
Nào bơ từ hát nhá. Nào từ hát nào đến đây là dễ ra này. Đoạn khó nhất thì làm hộ rồi. Nào bơ từ từ hát nào. Nào ơ khoảng cách từ hát đến mặt phẳng IBC. Nào. Quang Thiên Minh trả lời như này. Kiểu rồi cái bài hôm nay nếu các em cảm thấy không hiểu hoặc là cảm thấy nó khó, không đến chuyện hết sức bình thường, bởi vì đến các anh chị lớp 12 gặp câu này các anh chị cũng há mồm luôn, chứ không phải là các bạn. Cái câu này là ví dụ cho 2K6 làm thì chỉ tầm 20% đến 10% làm được thôi. Còn chủ yếu thì họ sẽ không làm được. Bây giờ thì hỏi các em mặt IBC trừ nâng cao gian không? Không. Loại kỹ thuật mấy? 2. À kỹ thuật 1. Hát có chân bằng cua góc không? Có. Vậy thì kỹ thuật 1. À vậy là dùng kỹ thuật mấy? Kỹ thuật 2. Nhầm. Mặt IBC không trừ IH. Loại kỹ thuật 1. Hát là chân góc kỹ thuật 2. Nào bám đúng lý thuyết thầy dạy nào. Từ hát chúng ta sẽ kẻ hai đường đúng không? Đầu tiên từ hát thầy kẻ vuông góc đến mặt IBC. Song song với AB. Tại song song với AB nhỉ? Đầu tiên cạnh đối diện nằm trong mặt IBC này ấy, với cả điểm hát phải là B gì? BC. Thấy được em? Đáy của mình là hình gì? Chỉ là một tam giác vuông thôi. Thế thì ở đây từ H mà muốn kẻ góc đến BC thì thầy phải kẻ bất gì? Bất kỳ. Đúng không? Thấy được em? Bất kỳ. Chẳng có đường nào góc AC cả, ABC cả, tôi kẻ bất kỳ. Đâu có thể bị đâu, anh đây là anh ký hiệu A phải vuông góc mà. À vuông thể B à? À thưa, thế thì đúng rồi, thế thì kẻ song song AB được. Thế thì kẻ nó vuông thể B các bạn, thế thì tặng rồi. Có phải là AB của mình đã vuông góc với cả thằng BC không? Thế thì có H thì chỉ cần kẻ song gì? Song song là xong. Đấy. Gọi là K nhá, các bạn nhớ điểm K chưa? Chúng ta có HK vuông góc với BC. Tức là ở đây chúng ta hiểu ngầm rằng HK của tôi sẽ song song với AB. Được em? Đấy là vuông tại B đúng không? Có phải AB vuông với BC không? Thì qua H thì kẻ một đường song song với A gì? AB. Thì nó sẽ vuông với cả B gì? BC. Được chưa em? Ok không nhỉ? Đấy, chúng ta có HK vuông với BC. Vuông tại đâu các em? K thì viết K vào. Mặt IBC đỉnh là gì? Thì viết Y vào. Vậy ta chỉ cần kẻ một đường màu đỏ. Đấy, đó là Y gì nhỉ? Tên người yêu cũ của bạn Mai là gì? Hả? À, không có à? Không có, chắc là C. Đấy, chúng ta sẽ kẻ HO đi. Đấy, các em nhìn thấy HO chưa? Cái O của mình sẽ là khoảng gì đấy? Khoảng cách cần tìm. Nào đi tính nhá các bạn nhá, không phải chứng minh làm trắc nghiệm mà HO nào. Thì dễ dàng rồi, 1 trên HO bình chắc chắn thầy sẽ đẩy trong tam giác IKH luôn. Đúng không? Sẽ bằng 1 trên IH bình cộng với 1 trên K gì? KH bình. Được rồi. Cái thằng IH mình tính được luôn nhá, mình lợi dụng talet ở trên này các bạn này. Đấy, talet ở trên này. IH trên A phẩy bằng 2/3. Mà A phẩy đề bài người ta cho bằng 2 rồi. Đấy. Thế thì ở đấy mình sẽ tìm được luôn IH. IH của mình sẽ bằng 2 là A phẩy nhân 2/3. Tức là 2 nhân 2/3 là bằng 4/3. Thì giờ các bạn. Tiếp theo cái thằng IK, à KH, KH thì các bạn nhìn cho thầy là KH của mình bản chất ở tam giác đáy ABC. Em có công nhận là hai cái thằng màu xanh này nó đang song song với nhau không? Được chưa? Dùng ta gì? Ta led. Bởi vì cái tỷ lệ AH trên AC mình biết hết rồi. Ta led nha các bạn nhé. Đấy, mình lại có thằng là KH trên AB lại bằng CH trên C gì? CA. CH trên CA bằng 2/7, 2/3. Lỗi đã tìm sẵn rồi. Được cả lớp. Thế thì ở đây chúng ta sẽ tìm AB. AB về đề bài cho chưa? Cho rồi. AB bằng 1. Đấy, xong rồi đấy. Đoạn sau nó dễ mà. Vậy suy ra KH của thầy
4 nhân 2 phần 3 là bằng 2 phần 3. Được kìa. Đấy đi tính nốt đi. Đấy ra HRO rồi. Đây thay vào đây. 1 trên HRO bình sẽ bằng 1 trên 4 phần 3 bình phương. 1 trên 2 phần 3. Em đứng lùi ra em chạy thằng Thạch nó nhìn kiểu gì? Nó không học thì em giết nó cho anh. Này chưa thấy hai anh kia báo điểm cho lại điểm kém đúng không? Mấy thằng chưa báo điểm chắc chắn điểm kém. Điểm cao nó quay để thưởng rồi. Thôi không sao, nói chung là các bạn phải rút ra bài học từ những cái lúc mình làm sai thì đi thi mình mới điểm cao được. Thật đại học ấy. Bấm này đi, ra đáp án là gì? Sao đoạn này thì phát vía điểm cao này, tính nốt đi, đi thi đọc được 9 cộng 8 cộng này. Tính như này nốt đi xong rồi đấy. Thực ra ấy, toàn bộ cái đoạn này thì trình bày ra thì trông nó dài để các em về em đọc hiểu thôi đúng không? Còn cái này mình có cần viết ra không? Không. Đấy, tôi viết mới là tôi giải thích nó mất thời gian chứ còn đâu lần mình nhập trong đầu nó xong hết rồi. Bấm đi. Sao bao nhiêu các bạn? Thì trong lớp online thì có bạn Ngọc Bình, các bạn biết Ngọc Bình với cả Virus không? Biết Ngọc Bình với cả Virus cãi nhau trên TikTok à? Đây có bạn Ngọc Bình này. Ừ. Sao bao nhiêu? 4k5 trên 4 lấy vía điểm cao nhé, bấm sai đi thi bấm sai đấy. 4k5 trên 4 à? Cái gì? Đã là đáp án cuối cùng chưa? Chưa. Có để ý là ban đầu là mình còn có 3 phần mấy? Thì 3 phần 2 không? Đấy, đừng quên nhá. Vậy thì tôi phải lấy làm gì à? Tôi phải lấy cái thằng này tôi thay vào bên gì? Bên trên. Bấm thêm 3 phần 2 nữa ra đáp án nào? Ở 2k5 trên 5 đáp án gì? A. B chứ nhỉ? Đọc lại 2k5 trên mấy? Đáp án B. Tôi thấy Ngọc Bình thì bấm sai, Ngọc Bình nghe chưa lý vừa thôi nhá. Sai ở đây. Chán các bạn thật. Nghe có vẻ đường đến đại học nó xa xôi nhỉ? Xa xôi cách trời nhỉ? Có. Thì mình luyện bài khó thì mình mới thấy là mình lên trình nhé các bạn. Nhưng bây giờ luyện mấy bài dễ thì nó làm cái gì? Này tôi nghe, tôi nhắc nhẹ cho công là đề của bộ năm ngoái nhá. Cái câu này này, cái câu khoảng cách hai đường chéo nhau ở trên ấy, nó mà là 34 tức là 7,8 điểm. Còn chưa xếp vào hàng 10 câu cuối khó nhất nhá. Chưa? Đấy. Còn đề đánh giá năng lực nhá, đề đánh giá năng lực ấy còn nhiều câu khoảng cách hơn. Các bạn nhớ là hè năm nay mình phải tìm hiểu đi, không là khó. Xong câu này chưa cả lớp. Tí nữa thì gửi các bạn bản PDF, các bạn về các bạn bật nét màu sắc các bạn xem lại thoải mái. Các bạn ở lớp mình bạn nào hiểu hết rồi thì comment như này là số 2B phần cái chat nhá, 2B phần cái chat. Bạn nào không hiểu thì bật mic hỏi nhá. Thằng nào không hiểu mà không hỏi Thầy Nguyên năm nay không có nghi không? Yêu làm gì? Em cứ hỏi anh ý đi. Xong chưa các bạn? Rồi ok nhá. Bây giờ thì thầy sẽ cho các em làm một câu rồi thầy chữa. Chứ còn thầy mà chữa tiếp thì nó cũng không còn gì vui vẻ và hấp dẫn nữa. Thì câu này thầy sẽ cài cả cái việc tính thể tích nhá. Thì cả lớp làm cho thầy câu câu 7 2012. Đây mấy câu này dễ ra dễ thở này. Câu 4 này với câu 7. Tức là ngoài những cái bài tính khoảng cách này ra thì các bạn tính thể tí chóp. Yeah. Tính thể tích của chóp NABC luôn như này. Câu 4 nhá. Và câu 7 nữa. Đây 47 đây thầy đều. Các bạn nhìn đề, thầy nhìn đề đúng không? Làm luôn đi. Hai câu này. Câu 4 trước nhá, đấy cứ làm câu 4 trước đi. Đấy, cho sẵn câu 4 đi, câu 4 xong rồi sang câu 7. Câu 4 cũng là năm thầy thi nhưng mà nó là cuối D. Đấy, cuối D là...
Các bạn có muốn học những cái bài như này không? Hay là thích học dễ hơn? Này, cho như này mới thi đại học chứ các bạn. Mấy cái câu dễ thì làm sao mà mình lọc được học sinh? Còn đương nhiên là những cái đợt hè này mà bạn nào mất gốc ấy, các bạn nào mất gốc thì các bạn cứ báo với thầy. Đấy, đi bổ trợ vẫn miễn phí như mọi khi, được chưa? Đấy, ngoài những cái cao chính ra. Quên mất là hôm nay thầy quên mất chơi in cho các bạn, mấy bạn ở trung tâm nhé. Nhưng mà về trong tuần này đừng có lười nhá, thầy bảo các em là đừng tâm thế là mình thi xong mình được nghỉ hè. Mình vẫn nghỉ hè, vẫn đi chơi với người yêu cũ, vẫn đủ thời gian đi chơi với người yêu cũ. Nhưng mà trước khi sang buổi học tuần sau thì hãy lấy cái tờ này làm gì ạ? Làm trước tuần này đi. Ví dụ như thế đó không ạ? Mình phải làm. Được. Câu 4 xong rồi sang câu 7 nhé. Với cả trong năm học mới này thì thầy nhắc luôn là thầy sẽ tách lớp nha. Tức là thầy sẽ có một lớp riêng là lớp nâng cao. Lớp đấy sẽ học thêm những câu 8 cộng 9 cộng. Lớp cơ bản là dành cho những bạn nào chưa đạt đến điểm 8 thì học cơ bản. Mục tiêu là 8 với 8 cộng trước. Được. Mình về rõ ràng bởi vì là học khó quá thì cũng không hiểu. Đấy. Câu 4 là thầy yêu cầu các em tính thể tích trước. Sau đấy tìm khoảng cách từ B đến mặt EAC. Là có ý. Và nhớ là muốn đi thi lại học điểm cao thì phải đẩy tốc độ nhanh lên nhé. Video thầy sẽ mai các bạn lên trên web của luôn. Thầy sẽ up ở trong mục là cái mục là mục toán lớp 12 sách giáo khoa mới nhá. Cái bộ video sách giáo khoa cũ thì vẫn để nguyên như thế. Để cho bạn nào ví dụ chương hàm số, chương nguyên hàm tích phân, bạn nào học sớm thì các em có thể tự tham khảo trước cái video bài giảng trước đấy. Còn thầy sẽ up riêng một cái phần là toán 12 sách giáo khoa mới. Sẽ đúng theo lộ trình học, mình học từng buổi như nào lên web có hết. Với cả trên web ấy là các em đừng có click vào từ link Zalo. Mình đăng nhập bằng trình duyệt. Click vào trong Zalo các em có đăng nhập nick vào thì các bạn xem video sẽ bị lỗi. Các bạn làm hết cái tờ này của thầy khoảng mấy 20 câu thôi, ra đường ai mà khoảng cách khinh bỉ luôn đúng không? Không trả lời, đừng hỏi tôi những câu dễ như này nữa. Đề này toàn đề của bộ hay chảy lắm các. Đấy là tam giác vuông. Nào câu này thì hỗ trợ cái vụ vẽ hình đấy nhá. Cả lớp đọc đề bài đây này. Đầu tiên là bài này là cho đáy là tam giác vuông tại B thì ok, tôi vẽ đáy ra trước. Nhưng bài này đường cao chưa biết. Đúng không? Bài này đường cao là gì thì tôi chưa biết. Đấy, thường là vuông ở đâu thì thầy sẽ để ở góc trong cùng. Đấy, đây là vị trí quen thuộc của những cái góc là nó vuông. Hiểu không ạ? Và mặt SBC vuông góc với mặt đáy thì bây giờ các em nghe cho thầy nói đây này, tập trung nghe đây này, tập trung nghe nhá, nghe đây này. Khi mặt SBC vuông với mặt đáy thì đầu tiên mặt SBC em vẽ nó cứ dựng đứng lên đã, được chưa? Đấy, các em vẽ dựng đứng lên cho thầy và nhớ hộ thầy một cái lý thuyết vô cùng đơn giản lớp 11, đó là khi hai mặt phẳng vuông góc với nhau đấy, P vuông với Q nhá. Đấy, luôn luôn trích dẫn lại lý thuyết cũ để em nhớ. Mà sao tuyến của hai mặt phẳng này là đen gì? Delta.
Nếu trong mặt phẳng P chỉ cần một đường thẳng A vuông góc với giao tuyến thì mặc định suy ra A của mình sẽ vuông luôn với mặt còn lại là mặt gì? Q. Được chưa? Thì bài này có phải mặt phẳng FBC của mình là mặt bên đúng không? Vuông với mặt đáy chưa? Thì giao tuyến là B gì đây? Vậy thì bài này muốn có đường cao của hình ấy thì là từ S thầy phải kẻ một đường bất gì? Bất kỳ. Được chưa? Vuông góc đến giao tuyến. Thì nó sẽ vuông góc với mặt phẳng đáy của thầy. Thầy nói thế các em có hiểu không ạ? Ok chưa? Hiểu không Linh? Đó. Vậy thì đầu tiên thầy có SH thầy kẻ vuông góc với mặt đáy luôn. Ở đây không cần phải chứng minh, cứ đúng theo lý thuyết mình sẽ có luôn và nó sẽ là đường cao của mình. Em lót được chưa? Ok chưa cả lớp? Hiểu đấy, có ai không hiểu đấy? Hiểu comment thì số 5 mình cái chat nào. Minh Anh hiểu không em? Minh Anh rồi cãi nhau với cả Linh rồi. Không hiểu. Linh nhắn cho thầy rồi nhưng mà thầy đang trêu ấy, từ cãi nhau. Rồi, bạn Quỳnh Anh đã tính ra thể tích bằng 2 căn 2. Quỳnh Anh ở đây nó khác lắm Quỳnh Anh ạ. Cùng là Quỳnh Anh nhưng mà Quỳnh Anh này hơi khác. Rồi. Ok nhá, bây giờ chúng ta đi tính này. Thể tích xong rồi thì tìm khoảng cách đi em. Bây giờ chúng ta sẽ đến ngay là thể tích các bạn học rồi đúng không? 1 phần 3 lần đường cao là S gì? SH. Nhân sẽ thì đấy là AB gì đây? BC. Được không? Thế thì bây giờ SH của mình là tính như thế nào? Mình chưa biết. Nhưng mà trong diện tích đáy này, AB bằng 3, BC bằng 4. Thế thì diện tích đáy biết rồi. 1 phần 2 lần tích hai cạnh góc vuông là AB nhân với B gì? BC. AB bằng 3 nhân với 4. Được không? Được không nhỉ? Đáy vuông tại B mà. AB bằng 3, BC bằng 4 được chưa? Ok không nhỉ? Tắt 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 cái đi. Lạnh thì lạnh lạnh. Quên mất là lớp vàng tắt luôn một cái nhỉ. Bây giờ SH nhá, đi tính SH này. Đầu tiên mình đi tính SH trước. SH thì đây này, nó cho những cái thông số này không phải để không đâu các em, chắc chắn là để dùng. SBC tức là góc này bằng 30 độ. SB bằng 2 căn 3. Trời ơi, trong một tam giác vuông biết một góc với một cạnh thì lượng giác được không các bạn? Đi được ngay. Đúng không? Vậy thì đầu tiên thầy sẽ tính cái gì? Thầy sẽ đi tính là tính tam giác tết tam giác SBH. Muốn thầy hát chưa? Thì muốn tính SH thì thầy dùng đối trên huyền. SB là cạnh huyền, muốn thầy hát mà. Là hàm sin. Sin 30 độ đối là SH trên SB. Từ đấy trong tôi bừng nắng hạn. Mặt trời chân lý rọi qua tim. Bấm ra bao nhiêu anh? 10 điểm cho ca sĩ Hương Ly. 2 căn 3 nhân sin 30 nhá. Căn 3 đúng không nhỉ? Ở các lớp hiểu con này chưa? Ok nha các bạn. Xong. Vậy thì em thưa thầy câu này quá dễ với em đúng không? Rồi các em bấm máy đi xem thì thầy tính cho bao nhiêu. Là cái ý thường là các bạn sẽ ngày xưa thi đại học là thường sẽ có ý thể tích. À, vì câu này là cái tờ này thầy làm khoảng cách để cắt xừ cái tính thể tích đi. Cái khoảng cách thôi. Hiểu không các bạn? Ok chưa? Nhớ là cái lớp này là lớp khai giảng đầu tiên nhá, thì tất cả những bạn học sinh cũ nhá, còn lớp 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 sau thầy sẽ khai giảng sau. Các bạn chia là mấy đợt các bạn. Các lớp hiểu đoạn này chưa nhỉ? Vừa đi tính khoảng cách này. Khoảng cách từ B đến mặt SAC câu này thì mỗi rồi, câu này dễ hơn câu vừa rồi nhiều. Vậy dùng đồ điểm nó là xong đúng không? Khoảng cách từ B đến mặt SAC thì các bé trả lời cho thầy SAC có chữ đường cao không nào? Cao này của mình là S gì? SH đúng không? SAC có chữ đường cao không? Không. Nói cái trường một chưa? Điểm B có phải chân góc không? Không. Vậy loại kỹ thuật 2 chưa? Vậy thì đổi điểm đúng không? Đường khó dễ nào? Khó là B, viết B ở đây thì chờ các em. Dễ là điểm nào đây?
H. Được. Vậy đường khó dễ là B gì? BH kéo dài các mặt SAC tại đâu? AC. Làm giỏi thế nhỉ? Vậy thì tỷ lệ khoảng cách từ B đến mặt phẳng này trên khoảng cách từ điểm gì? H. Mặt phẳng này. Ở trên là B viết B vào. Ở dưới là H viết H tạo, được chưa? Giao điểm là gì đấy? C. Em có nhìn được cái đường B, BBC cắt về cái mặt này tại C không này? Được đúng không? Tỷ lệ bao nhiêu nhỉ? Sao bằng 1? Tại sao bằng 1? Em tính ra em đẳng cấp ấy, em tính ra em dạy thầy với. Không, thầy nói thật, tại thầy chưa tính. Em cứ nói ý tưởng đi. Tính được B2 đâu? À đấy à? Được em. Bây giờ mình tính BH các bạn. BC biết chưa? BC biết rồi đúng không? Cái BH nó nằm trong cái tam giác SBH này, lỗi mình tính được luôn này, mình tính luôn ở trên nhé, đây này, tính bonus này. BH của thầy sẽ giống Pythagore hoặc lượng giác cũng được, Pythagore đi. Là SB mình. BH mình đúng không? Bạn Ngọc Bình học giỏi nhỉ? Mình nghe Thiên Lý ơi học giỏi đấy. 2 căn 3 bình phương trừ đi SH là căn 3 bình. Bấm mày bao nhiêu? Bấm đi em. Lấy vía điểm cao bấm đi. Thảo chưa báo điểm này nhá. Dũng chưa báo điểm nhá. Tôi sẽ inbox từng ông một. Cứu tội đi. Mai chưa báo điểm nhá. Bao nhiêu các bạn? 3 đúng không? Ok. Vậy tỷ lệ này sẽ là 3 phần gì? Nào để ý nhỉ. BC là bằng 4 nhá. BC bằng 4. Mà BH này bằng mấy? 3. Thế có HC là 1 không? 4 chia 3 bằng 1 mà. Và tỷ lệ của mình là BH trên HC không? Vậy 3 chia 1 bằng mấy? 3. Sao bằng 4? 3 chia 1 bằng 4 này. À nhầm. Thầy xin lỗi các em. Thôi thầy nghe hơi ít và Thiên Lý ơi. Xong nhá. Vừa tính khoảng cách từ từ B là xong, à từ H là xong, đến đây thì muỗi rồi đúng không các bạn? Bây giờ khoảng cách từ H thì trời ơi, cái trò này trò trẻ con với các bạn đúng không? Cái tầm này đi. Nào. Ở đây chúng ta dùng kỹ thuật hai đúng không? H là chân góc rồi. Thì thầy sẽ kẻ mấy đường nhỉ? Hai đường được chưa các bạn? Đầu tiên nào, từ H mặt SAC là mặt màu xanh nhá. À, mặt này các bạn nhìn thấy sang cạnh nào đối diện với H đây, các bạn ở trong dung comment thầy phần nhanh H xem nào. Phần nhanh này thì sao nào? Mặt SAC cạnh nào đối diện với cả điểm H? H. Dưới đáy ấy, nhìn vào dưới đáy. AC từ H kẻ của AC có đường nào không? Đấy, đáy là vuông tại B nhá. Kể như nào? Vậy này kể bất kỳ chứ chẳng có cái gì đặc biệt cả đúng không? Đấy. Tam giác BAC là tam giác vuông tại B. Đúng không các em? Nhưng nó có cân đâu. Nó cũng không đều đúng không? Thế thì để vuông góc với cả AC thì chỉ có kẻ bất kỳ đấy chứ. Đúng không ạ? Tại hát rồi. K đúng không? Thì chúng ta sẽ có HK vuông với AC được chưa? Vuông với nhau tại K thì điền gì? Điền K mà. Đỉnh là gì đấy? S. Nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc. Vậy chúng ta sẽ kể HE. HQ nhá, HQ. Không nhờ? Vậy chốt lại khoảng cách của tôi cần tính sẽ lấy khoảng cách từ H nhân 4, tức là 4 lần H gì? HQ. Được không ạ? Đi tính này. Chúng ta sẽ dùng công thức như mọi khi là 1 trên gì ạ? 1 trên HQ bình bằng 1 trên SH bình cộng với 1 trên H gì? K bình. Được em. Em có nhìn được không nhỉ?
Nhìn được chưa? Nhìn nhìn được các bạn mấy bạn ở dưới nhìn không? Có cần thấy phòng to hay không nhỏ không nhỉ? Nhìn được không nhỉ? Nhìn được không các bạn? Phòng to lên đây được chưa? Đi xuống ở đây, nhìn được chưa? Đau đầu thế. Được chưa? Đây cấu hình đấy, nhìn được chưa? Ở dưới nhìn được chưa? Em không ngồi đây là cực nhanh này. Ngồi đấy hỏi anh Đức Anh à? Xong bao nhiêu? Bây giờ SH mình biết rồi này. Bây giờ bạn Vũ Quang này, bạn ấy bảo là tính diện tích NAC xong rồi thể tích trên diện AC được không thầy? Được. Không được, em tính diện tích NAC mà tính thể tích của khối chóp này chia là sai nhá. Bởi vì H có phải đỉnh khối chóp đâu. Quân dùng cái đấy là không được. Bởi vì là H của mình là không phải là à, tức là em dùng cái từ B với AC được 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 được. Nếu mà từ B thì đúng. Thôi bạn Quân này có một cách rất là hay. Là tí nữa thầy sẽ nói kỹ thuật đồ đỉnh. Trong ngày chương trình lớp 11 thầy chưa dạy em kỹ thuật đồ đỉnh đúng không? Chưa đúng không? Ngày hôm nay thầy dạy kỹ thuật thứ tư và bây giờ các bạn mới đọc. Nhưng cứ làm trực tiếp đi đã, xong rồi thầy sẽ nói xong. HK tính như nào? Đây là mình vẫn làm cứ coi như là mình đi tính bài toán khoảng cách bình thường nữa. SH biết rồi đúng không? Bây giờ đi tính HK thôi, HK tính như nào? Mấy ông này nào nhìn nhá. Đấy, đấy là lý do tại sao mà lỗi từ B mình phải kẻ ra đấy. Đây, từ B thì kẻ một đường vuông góc đến AC thì gọi là BT đi. Thì em có để ý là HK của mình. Đấy, thầy sẽ trình bày ở góc bên này nhá. Em có để ý là HK của mình đang song song với BT không? Đều góc với AC mà. Vậy thì từ đấy chúng tôi bằng đang hạng là HK của tôi trên BT dùng ta led nhá. Sẽ bằng cái gì các bạn? Thầy quen không? Đấy, lại ta led trên cạnh BC ấy. BC biết hết thông số rồi. HK trên BT thì sẽ bằng CH. Chuẩn không các bạn? Chuẩn chưa? CH bằng 1 chưa? BC bằng 4, vậy là một phần gì? Được chưa các em? Đấy, người thông minh người ta tính cái này cực kỳ là cấp. Vậy thì suy ra là gì đây? BT của tôi, BT phải đi tính nha, lại dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông. 1 trên BT bình bằng 1 trên B gì? BC bình cộng 1 trên A gì? AB bình. Đấy, các em tính thằng BT cho thầy đi nào. Tức là BC của mình là 1 phần 4 đúng không? 1 phần 4 bình cộng với 1 phần 3 bình ấy. BT là bao nhiêu? Bây giờ bạn Quân này, bạn Quân thầy sẽ trước cái bạn Quân chính xác là có tên phương pháp đấy, là kỹ thuật đồi đỉnh cực kỳ hay luôn. Nhìn đi cái. Đúng hiểu đấy. Thật không đấy? BT ra bao nhiêu mình nhân với cả 1 phần 4 thôi. Là mình sẽ ra cái thằng HK là xong bài rồi. BT ra bao nhiêu các em? Hả? Căn bậc 2 chưa? Ờ 12/5 đúng không? Vậy thì nhân với 4 đi nào. Vậy suy ra HK của mình đây này. Bao nhiêu các em? 3/5 đúng không? Chưa 4 mà. Thế chưa ở lớp. Đấy, vậy xin vào đây. 1 trên SH, SH là bao nhiêu nhỉ? SH lấy tính là căn 3 đúng không? Bình phương lên là 1/3 cộng với 1 cộng với 3/5 tất cả bình. Đấy, và từ đấy chốt lại HQ là bao nhiêu? Bao nhiêu các bé? À ừ, nhớ quên mất. Không thể nói gì. Hát quy cho bao nhiêu các bạn? Và các em muốn lấy vía điểm cao từ thầy, các em phải tự bấm đi. Chứ để thầy bấm đi không ăn thua. Cộng vào nghịch đảo rồi cắt bậc mấy? Cắt bậc 2. Sao bao nhiêu? 3 căn 7 phần 10 mấy. Và nhớ là ở đây chúng ta nhân mấy lần nữa? 4 lần. Sao bao nhiêu các em? 6 căn 7 trên 7 đúng không?
Không có đáp án. Xong. Đấy, các em tính còn chuẩn không đấy? Tức anh xem bạn mà Mai Linh có gì không hiểu hỏi nha em nhé. Sao? Thế biết đâu được bọn này nó tính mà. 3 căn 7 hay 3 căn 17? Cái đoạn nó HQ ấy. Ba căn mấy? Cái đó là HQ các bạn. Thế đi thay lại đi. Nhân 4 là ra bao nào? 6 căn 7 trên 7 á? À đấy à, thế thì chắc là đáp án mình có vấn đề rồi. Bởi vì ấy, các em biết không? Bởi vì là cái bài này ấy, bài này là cái bài mà khả năng là có thể là thầy bỏ cái ý tính thể tích đi, thì cái đáp án này là đáp án của phần tính thể tích đấy. Thầy phải kiểm tra lại cái này dễ mà, các bạn lên mạng các bạn search thì đáp án giải chi tiết đề làm khối D năm 2011 phát nó ra ngay. Các bạn hiểu cách tính này chưa? Nghe này, cái cách tính này thì bài này mình làm như này là dở hơi. Các bạn biết tại sao dở hơi không? Bởi vì như này này, nếu mà bạn khôn khéo bạn dùng đổi đỉnh nhá thì cực kỳ mạnh luôn. Bơ thầy sẽ nói các em cái kỹ thuật thứ tư mà ngày hôm nay các bạn chính thức được, đó là kỹ thuật đổi đỉnh. Kỹ thuật 4 nhá, đó là phương pháp đổi đỉnh. Phương pháp đổi đỉnh sẽ tính khi nào, sẽ dùng khi nào? Đấy, đây này, thầy sẽ ví dụ nhá. Giả sử thầy cho một khối chóp tam giác là S, A, B, C được em, và thể tích khối chóp này mình biết rồi, mình có thể biết rồi hoặc là mình có thể tự tính được các em. Giả sử là bằng 14 đi, và đề bài yêu cầu là tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng SAC cho các bạn. Có hiểu ý thầy nói không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ dùng kỹ thuật đổi đỉnh này các bạn này. Ở đây em nhìn khối chóp này đỉnh đang là gì? Khối chóp này ban đầu cái đỉnh trên đỉnh của mình là S đúng không? Đổi đỉnh đây này, là em sẽ tư duy là em thay đổi đỉnh của khối chóp này, đỉnh khi này sẽ quy về B. Thì đấy sẽ là tam giác S là gì đấy? Có hiểu ý thầy nói không ạ? Đấy, đổi lại tên định đỉnh là B thì đấy là tam giác SAC chưa? Vậy thì thực tế cái khoảng cách của chúng ta nếu mà mình quy cái thể tích này từ đỉnh B đến mặt SAC nhá, thì có phải là sẽ là 1 phần 3 đường cao đúng không? Đường cao là đường hạ từ B đến mặt SAC nha các bạn. Cái đường ấy tôi không cần viết mà tôi cũng không cần kẻ. Nhưng đường đấy chắc chắn sẽ là khoảng cách từ B đến mặt phẳng SA gì đấy? SAC. Liên quan đến cái khoảng cách của mình cần tính cho các bạn, nhân với diện tích đáy màu vàng là SAC cho các bạn. Có hiểu ý thì sao đó không ạ? Sao lại chưa lót để nhỉ? Có hiểu không đấy? Thầy học thể tích rồi đúng không? Ở đây thầy vẽ tượng trưng nhá. Thầy vẽ tượng trưng là giả sử thầy kẻ được đường BH nhá. Thực tế là rất là khó để kẻ. Ở đây thầy vẽ tượng trưng là BH vuông với mặt SAC chưa? Thì khoảng cách từ B đến EAC là BH không? Cái này là cái mình đang đi tìm này, đề bài người ta đang hỏi này. Thì thể tích biết rồi đúng không em? Ở đề bài là thể tích người ta cho bằng mười mấy? 14. Và diện tích tam giác EAC cũng cho để tính được. Có hiểu ý thầy nói không ạ? Thì tức là để tính khoảng cách các bạn chỉ lấy thể tích chia cho 1 phần 3 và chia cho diện tích EA gì đấy? EAC, giả sử thầy cũng cho luôn để cho dễ hiểu nhá. Thầy cho luôn cái diện, thầy cho cạnh EA bằng 2 đi, AC bằng 3. Thế có phải diện tích tam giác SAC của các bạn sẽ tính là 1 phần 2 lần của 2 nhân 3 không? Là bằng 3 chưa? Được chưa nghe? Hiểu cái đó không ạ? Vậy thì từ đấy mình sẽ tìm được khoảng cách là BH sẽ là khoảng cách từ đây. Thầy đang giả sử mọi thứ nó đúng thuận theo tự nhiên là cái mình đang cần làm nhé. Thì thầy sẽ lấy 14 chia cho 1 phần 3 và chia cho diện tích là 3 thì sẽ ra khoảng cách.
Tức là bài này là mình sẽ lợi dụng cái tính chất thể tích để mình đi tìm khoảng cách từ một đỉnh đến một mặt còn lại của khối chóp này. Thì cái bài này mà mình sẽ áp dụng được thì ngay bây giờ thầy sẽ chữa cách thứ hai là dùng đồ đỉnh này. Linh hiểu này không Linh? Em không hiểu em có hỏi nhá. Mày quên mất là có mấy bạn mới thầy dạy bài này các bạn hơi sốc đam một tí. Nhưng mà thôi không sao. Các bạn hiểu cái pháp đồ đỉnh chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ xóa đi cái này thì thực ra là cũng không cần phải ghi đâu. Mình cứ nhớ là mình sẽ lợi dụng khoảng cách và bởi vì khoảng cách liên quan đến thể tích. Hãy quay trở lại bài này nhé. Rồi ok nhé, thầy sẽ vẽ lại cái hình này. Nếu mà chúng ta tư duy đổi đỉnh nhá thì cái khối chóp của mình ban đầu ấy đây này, mình vẫn đi dựng điểm H vì H là chân vuông góc của hình. Chào. Đấy, chúng ta có mặt bên SBC có phải đáy, H là chân vuông góc được chưa? Vẫn 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 như thế, vẫn như mọi khi. Thế nhưng mà nhớ chưa này, cái thể tích lúc nãy của mình tính thể tích của chóp ấy là 1/3 lần SH nhân với diện tích đáy ABC đúng không? Ok, mình tính rồi. Làm sao bao nhiêu nhỉ các bạn nhỉ? Đây này, cái đoạn lúc nãy mình đã làm hộ rồi này. Hình như phải chắc chắn với thầy chứ này. Tỏ tình không hình như tới yêu cậu, em có tỏ tình yêu là hình như tới yêu cậu không? Nó thì nó lại trả vả cho mấy cái yêu hay không yêu phải nói rõ ra bao nhiêu, 2/3 đúng không? Xong nhá, thể tích của chóp biết này là 2/3. Tư duy đổi đỉnh này, bài toán có phải hỏi khoảng cách từ B đến mặt SAC đúng không? Ok, thì khối chóp ở đây khi đấy thầy sẽ đổi về đỉnh B, coi B là đỉnh thì đấy có phải là SAC không các bạn? Thì ở đây thể tích của chúng ta có thể bằng 1/3 lần khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng màu xanh nhân với diện tích của tam giác NAC nhỉ. Thì cái thằng thể tích mình biết rồi. Thế thì bây giờ giá như mình tính được diện tích tam giác NAC là bài toán kết thúc. Đúng không các bạn? Chỉ cần lấy thể tích chia 1/3 chia diện tích là ra khoảng cách. Đó thế nhỉ? Con này hình to không thấy nói gì. Các lớp hiểu điều này không? Vâng, câu chuyện là diện tích tam giác IAC màu xanh này có tính được không? Tính được nha các bạn nhé, tính được đấy. Bài cho đủ dữ kiện để tính đấy. Đầu tiên nhìn đây này. Thằng SA thì chưa chắc là tính được không nhé. Thật thì mình xem có tính được không này. AB cho mấy nhỉ? AB là 3. 3, BC là 4. Thì mình sẽ tính được AC đúng không? Là 5. Pythagore. Đúng không? 4 bình cộng 3 bình mà các bạn. Là 5 được chưa? Các em hiểu không đã? SC thì mình tính được như thế nào? Thì thằng SB nó là 2/2. Và góc này bao nhiêu độ đây? Định lý cốt nhá. Hãy nhớ này, các em nhớ cho thầy Giang là gì ạ? Lớp 10 các em có yêu đương nhiều đến mấy thì nhớ cho thầy là từ ngày hôm nay đến lớp 12 hãy nhớ cho thầy ghim vào đầu ạ. Kiến thức lớp 10 không được phép quên. Bởi vì cái đề thi mới sẽ là thi rất nhiều cả lớp 10 đấy các bạn nhé. Nào thì nhắc lại định lý cốt nhá. Cái góc 30 độ đối diện với cạnh nào? SC đúng không? Bây giờ viết giống như Pythagore là SC bình sẽ bằng SB bình cộng BC bình được chưa? Nhưng khác với Pythagore là trừ đi 2 lần SB nhân BC nhân cốt góc xen giữa hai góc này, hai cạnh này là ba gì? 30 độ chia góc B người ta cho ấy. Được em. Bấm đi. SC sẽ bằng căn bậc 2 của SB là 2/3 bình. BC là 4 bình. Trừ 2 nhân 2/3 nhân 4 nhân cốt 30, bấm thầy ra bao nhiêu nào? Cách nào thì thầy tính cũng phải đều phải tính toán hết mà. Chung là vẫn phải làm thôi. Và mỗi thằng SA có khi phải ra thầy chưa nhìn được cách tính nhau. Cứ tính nốt SC đi. Ơi. Cái gì cơ? Định lý cốt thầy vừa bảo rồi, về ôn lại kiến thức lớp 10 đi.
định lý cốt. Em về em xem lại định lý cốt là em hiểu. Nếu không hiểu tìm con em lớp 10 này rủ em mua em cốc trà sữa. Quen em nào lớp 10 gần nhà không? Có quen thằng nào lớp 10 gần nhà không? Thế thì bây giờ việc của em là phải gặp mấy em lớp 10 đi. Nghe anh đang định dùng người đấy. Ra bao nhiêu? SC bằng từ từ SC bằng bao nhiêu đã? Em tính bằng 2 à? Sao lại tính em căn 22? Ôi, có ông người tên là máy tính, ông này robot à? Có cả AI mà học này sợ thật. SC bằng 2 nhá. Bây giờ tính SA, bây giờ còn nốt SA là mình sẽ tính được diện tích tam giác này. SA các bạn tính như nào? SA nếu mà các bạn đẩy vào tam giác SAB thì rất là khó tính này. Có SAB thì mình mới biết hai cạnh. Thì bài này chúng ta sẽ đi tính dựa theo cái thằng HA. HA là cái gì nhỉ? HA là chứ. SA SA đẩy vào tam giác hết SHA thì SH biết nhưng AH lại chưa biết. À được, thực ra đi tính AH thôi cũng tính đây. Đây nhá, thôi đằng nào đang luôn hướng dẫn phương pháp cho các bạn. Đây nhá, chúng ta nối AH vào này là mình tính được này. Cái tư duy của thầy đi tính thằng HA là xong. Đây tập trung nghe này. Đầu tiên các bé tính cho thầy HA trước. Nhìn vào tam giác gì đấy là tam giác BHA. Rất là dễ thôi. HA của thầy sẽ bằng Pythagore là bằng BH bình cộng với BA bình đúng không em? Nhìn vào tam giác từ đáy chưa? BHA nhìn vào ba điểm B, điểm H, điểm A tập trung nào BHA. Chưa? Nhớ đến thầy nghề cũ yêu bạn Bình, bạn Hưng, bạn Tuấn Anh. BHA. Nhìn vào BHA chưa em? Công nhận vuông tại B chưa? Thì HA là cạnh huyền mà. Bấm cho thầy đi, BH lúc ấy mình tính là bằng 3 rồi. AB là mấy? 3. Ô tam giác vuông cân. Đẹp hết nhỉ? Bao nhiêu? 3 cân 2. Được chưa? Thế thì xét tam giác SHA. SA sẽ Pythagore thôi. Là SH bình. Còn với H gì? HA bình. SH là bao nhiêu nhỉ? SH lúc đấy mình tính là bằng căn 3. Đấy, căn 3 bình cộng 3 căn 2 bình phương bằng bao nhiêu các bé? Linh ở Linh không có hiểu hỏi thầy nhé. Điểm cuối kỳ em thi điểm cuối kỳ được tầm mấy điểm? Ok, ồ trời, thì thế thì em cũng nói từ đầu để thầy đỡ phải quan tâm em nhiều như thế. 9 điểm là tức là hiểu auto hiểu rồi. Căn 21 à? Xong bài chưa? Đến đây là thằng thầy đến đây là cái thằng Dũng là cũng về phải ôn lại hệ thức hệ đông nhá. Đến đây xong này diện tích tam giác màu xanh này các bạn nhớ nhá, cái hệ thức hệ đông này Dũng rất là nhiều này. Diện tích SAC khi mà biết ba cạnh ấy là 2 về 5 mới là căn 21 được chưa? Thì công thức hệ đông là như này. Là căn bậc 2 của P nhân P trừ đi SC. P là cái gì để nó sao nhé? Cứ lấy P nhân P trừ đi lần lượt ba cạnh. Rất là dễ nhớ đúng không? Có ba cạnh trừ hết đi được chưa? Đây là AC nhé. P là gì ạ? Là nửa chu vi. Tức là bạn lấy tổng độ dài ba cạnh. Alo hiểu không ạ? Thì đến đây thì nên bấm máy nhá. Đến đoạn này mà thằng nào đi làm tay bấm tay rất là dở hơi cầm hấp luôn. Đây thầy hướng dẫn kỹ thuật bấm máy đây này. Bây giờ mới là chính thức thời gian bấm máy. Về nhớ phải làm cho thầy nhá, chứ tuần sau mà tuần sau mình học mà các bạn lại giữ nguyên cái này, các bạn để nguyên cái tờ này mà không làm thêm câu nào thì thôi là công sức của thầy trò mình gọi là công cốc đây các bạn. Nào đầu tiên tính nửa chu vi trước là 2 cộng với căn 21 rồi cộng với 5 chia cho 2. Đúng chưa? Kệ nó lưu biến store gì? Store A. Được các bạn, store A lưu biến A.
Bây giờ sẽ bấm là A lớn nhân với A lớn trừ cạnh thứ nhất là 2 nhân với A lớn trừ cạnh thứ 2 là 5 nhân với A lớn trừ cạnh còn lại là căn 21. Ôi ra bằng căn 21 luôn này. Xong bài. Vậy thì diện tích là căn 21 cho các em. Vậy thì khoảng cách đây này, đấy. Khoảng cách tôi đang cần tìm sẽ bằng V chia 1 phần 3 và chia cho diện tích SAC. V là bằng 2 căn 3 chia 1 phần 3 trên căn 21. Bấm ra bao nhiêu các bạn? Xem nó có đúng với cách 1 của anh mình làm không? Bao nhiêu? Đúng không? Ừ, thế là mình hai cách giống nhau thì đáp án mình lỗi rồi. Nhưng mà về cơ bản các bạn hiểu cái nguyên lý dung đồ đỉnh chưa? Những bài này thực tế là đổi điểm cũng được. Có cái bài các bạn nghe này, có những bài đổi điểm ấy mà không tìm được tỷ lệ nhá, thì bắt buộc phải dùng đổi gì? Đổi đỉnh. Đấy. Nhưng mà lâu lắm thì thầy cũng không thấy cái đề đại học ở gần đây dùng cái này đâu. Nên là cũng nên tham khảo. Đó, hôm nay chúng ta nghỉ đây nhá. Đấy. Thầy sẽ gửi cho em cái file trình bày của thầy vào trong nhóm lớp. Rồi các bạn về các bạn nghiên cứu, về nhớ làm trước thầy nhá. Nhá. Rồi bạn nào gần cửa sổ. Các bạn chung dung hiểu không ạ? Hiểu thì comment thầy hai chữ đẳng cấp vào cái chat. Đấy, còn bạn nào không hiểu thì bấm nick hỏi nhá. Mà chúng ta kết thúc buổi này đây. Thầy cấp cho em nick VIP cho thầy. Bạn nào chưa có nick thì nhắn cho thầy nhá. Mai gửi